Tôi đang mơ một giấc mơ dài. Những buồn vui bao trùm lên số phận. Tuổi nhục, yêu thương, lợi dụng. Nhất quyết, anh phải hôn được em. Biến thái, buông tôi ra. Anh không tin cũng được. Nhưng mà đứa con trong bụng, nó cần có cha. Và em cũng cần có anh. Cẩn thận tên, con làm gì vậy Hiếu? Chết mẹ đi. Cái gì vậy Hiếu? Buông ra. Tội cái gì mà tội? Tội là tội cho con dâu của tôi đây nè. Hà Thằng Phúc, nó đi yêu một cô gái làng chơi. Còn hơn, yêu thứ không hoàn thiện như cô. Chúa tẻ thiệt chứ. Trời đất ơi, nhắc tới là khóc, nhắc tới là khóc. Mà tôi ước gì cái giọt nước mắt của chị rớt xuống á, nó thành tiền để chị trả nợ giùm chị ba tôi cũng lại chị à. Em cho chị 3 ngày nữa. Chị hứa. Đúng 3 ngày nữa chị không trả đủ tiền cho em, em không có lấy cái sạp đâu chị, em lấy cái mạng chị á chị ba. Tình thân, danh vọng hay gia đình, cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời em. Em tin anh, anh sẽ kiếm thật là nhiều tiền để lo cho mình một cái đám cưới thật là hoàn hảo nha. Em hãy suy nghĩ thật kỹ, quay về bên anh. Vinh ai? Sao mà ngu ngốc vậy trời? Bậy bậy, này là đầu tư. Ai vậy? Mơ ai vậy? Nghĩ sao đồ tù giả của mình lộn. Thôi kệ, ráng nương tựa nhau mà sống. Mình nghèo mà biết mến thương nhau, còn hơn giàu có đôi thay màu. Thôi Lan đừng buồn nghen. Ghét quá, đẹp hoài bực mình đó ngang. Sau tất cả, tôi vẫn muốn được tiếp tục mơ. Mơ một giấc mơ thật dài. Đừng xóa đi yêu thương, đừng để em một mình. Đời em sẽ ra sao khi không còn anh nữa. Em đã quen yêu thương, chờ che vút ve đôi bàn tay. Từng đêm bên anh chờ em giấc ngủ say. Trời ơi, tao nói nó nóng, nó nực, dễ sợ vậy đó. Thiệt, thiệt, chết, mẹ không tới rồi, tới nữa rồi. Má tao đâu? Trời ơi, má chị thì chị về nhà chị kiếm. Bà nhà chứ đâu tự nhiên qua hỏi em. Mày giỡn mặt với tao hả? Trời đất ơi, giỡn là phải vui nha. Mà nãy giờ cái mặt em có cười không, có vui không? Không, là đâu có giỡn. Má chồng tao đâu? Má chồng chị phải hỏi chồng chị. Em có phải chồng chị đâu chị hỏi em. Nhưng mà quên. Ê, quên vụ chị chưa có chồng. Nhưng mà em biết chị hỏi ai luôn á. Hỏi bà chủ em chứ gì, phải không? Thì bà chủ em trong nhà đang đọc kinh giảng sanh ấy chồng á. Bởi vì em đâu có dám vô đâu. Em vô lỡ giảng sanh em luôn rồi sao. Hay giờ chị vô đi, bà chủ em đọc cho chị giảng sanh bớt. Sáng sớm mạch kinh. Nghe đó nha. Nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó đang nghe nha. Sáng sớm mà đọc kinh phải không? Không đọc kinh không lẽ đọc mồm đọc miệng như ta, như ai kia. Tao mà làm bà chủ cái nhà này á, là mày tan xương nát thịt mày với tao. Rõ chưa? Nó nghe nè. Bà mà làm bà chủ nhà này á, tôi còn là ở làm không? Còn lâu à. Lúc đó đó, tôi đi lấy chồng Việt Kiều rồi ha. Thiệt á. Gặp cái gì đâu không mày trời. Đi ra đóng cửa miễn tiếp khách. Ê, cậu Phúc. Trời ơi, cậu còn sống à. Trời ơi, con nhớ cậu muốn chết luôn vậy đó. Bao nhiêu lâu không gặp mà con chẳng lối như xưa. Con hơi lố thiệt, hơi lố chút. Nhưng mà thiệt á, con nhớ cậu, bà cũng nhớ cậu nữa.
bà đang ở trong á, bà đang đọc kinh. Mà nói cậu nghe nè, mỗi lần bà đọc kinh á, bà hay thêm tên cậu vô lắm á. Chắc cậu bình an cho cậu á, mà bà khóc hoài à, là bà nhớ cậu á. Mà nói nghe nè, lần này cậu về luôn đi, cậu đừng có đi nữa nha. Ủa, mà sao tự nhiên con với cậu đứng nói chuyện giống như người lạ thôi. Quý giờ cậu, mình vô nhà đi, nhà của cậu mà. Nó về nhà con, vô nhà đi cậu, vô đi, vô nhà đi cậu. Má, con thấy mấy cái áo lông này nè, đẹp lắm á, hợp với má nữa. Để con đặt mua cho má nha. Thôi con, má không có quen mặc mấy cái kiểu này. Đi lại mua tốn kém lắm. Bà ơi bà, cậu về rồi nè bà ơi. Anh Phúc, anh về hả? Cậu, trời ơi, cậu về rồi nè, chồng tôi. Ngồi xuống. Ừ. Con chào má. Anh về rồi hả? Ai đây? Khách tới nhà sao không báo trước? Trời ơi bà, cậu Phúc này chứ ai mà khách khứa gì. Bình thường á, bà nhắc cậu hoài à. Giờ cậu về bà còn giả bộ là không nhận ra nữa chứ. Thôi cậu, cậu ngồi đây nha. Để con vô á, con nấu một mâm cơm. Để mà tối nay gia đình mình sẽ có một bữa cơm gia đình thiệt là tuyệt vời. Thiệt là ấm cúng luôn. Chị, ngồi chơi lát về nha. Má, má khỏe không má? Má khỏe lắm anh, ngày nào cũng qua thăm má hết trơn á. Hôm nay anh về má vui lắm á. Con biết má rất là giận con, nhưng con mong má. Mong muốn, lúc nào cũng mong muốn đòi hỏi. Nhưng mà những cái điều mà tôi mong muốn ở cậu á, cậu có làm cho tôi được không? Con biết là con làm cho má rất là thất vọng về con, nhưng con xin má hãy tôn trọng quyết định của con. Đừng làm khổ vợ con nữa mà má. Vợ con? Ai đi cưới hỏi nó hồi nào mà vợ? Trầu cau mâm quả gì mà đi rước một người như vậy? Nếu như má nói những lời xúc phạm như vậy thì cũng không còn gì để nói nữa. Con xin má cũng đi. Anh vừa về, anh đừng đi nữa mà. Tránh xa tôi ra. Nếu như cậu bước ra khỏi nhà lần thứ hai thì cô đó có bị gì tôi không đảm bảo. Thôi mà má. Vậy má muốn con phải làm thế nào? Cưới một người phụ nữ thật thụ, tiếp quản xưởng cơ khí của ba để lại. Má biết điều đó không thể với con hả? Vậy thì con đừng bao giờ yêu cầu tôi phải làm theo ý của cậu. Vậy thôi à. Con xin má, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Nếu là cái mệnh hệ gì thì má sẽ mất con mãi mãi. Anh Phúc, anh vừa về, anh có thể nào nói những lời quan tâm tới má được không? Cô im đi. Đây là chuyện gia đình tôi. Thưa má con đi. Anh Phúc! Anh Phúc! Tim vẫn rung động.
Má, con số đâu? Nè, cái gì? Má. Ủa, bà bị sao vậy? Ủa rồi cậu Phúc mới đây đâu mất tiêu rồi. Mới thất thị đây mà. Đi nữa chứ đâu. Má mình ở đây không lo. Đi lo cho mấy thứ gì đâu không à. Nè, bà bớt chia rẽ gia đình ta đi. Mày... Thôi. Bà ơi, giờ sao bà? Mà mệt. Đưa bà lên phòng đi con. Dạ. Dù hôm nay một người phải xa rồi mù khơi. Vì anh thương em, là anh thương em. Bằng lòng anh đem đi xa cuối trời. Vì ba mơ ước còn nhiều, tháng năm còn dài. Có thương nhau thì đây đó. Ê, hôm nay làm có mệt lắm không? Dạ không sao đâu anh, em khỏe lắm. Này ngon ta. Đi làm mà con gái nấu cơm luôn ha. Dạ đâu có. Kìa. Chào mọi người. Chào mọi người. Ủa mập dạ. Ngồi đây chi vậy? Chán chỗ quá, đi qua chia cưng. Trời ơi, giỏi đó. Chào anh. Chào anh. Muốn lấy người ta hay gì? Không. Chào con. Đây là... Ủa? Mình ở đây có liên quan tới câu chuyện này không? Không. Dạ mời. Dạ, cảm ơn nha. Cảm ơn. Dạ. Hai người quen nhau hả? Dạ đâu có. Có kìa. Quen thì cứ nhận quen thôi, có gì đâu mà sợ hả mình. Thôi đi mày á. Gì vậy? Mình gì? Nói cho anh nghe. Cái con nhỏ này nè, nó rặn một cái ra 100 thằng như thằng này. Ê, dài dế là chú cháu. Đây là chú Minh, nghe chưa? Nhớ chưa chú Minh? Thôi chú Nam ơi. Nam nào? Cũng cá mè một lứa không à. Nam nào nó chết rồi. Nè, tôi cũng chạc tuổi Hiếu chứ bộ. Chạc tuổi ai? Má Hiếu. Thôi chọc nó hoài à. Vậy là cũng là bạn cùng chèo rồi. Hôm nay đi nhậu nha. Dạ. Rồi muốn nhậu người ta luôn hay gì? Ê, ăn nói kỳ cục. Trời ơi, chỗ đàn ông trai người ta, ta nhậu nhẹt về, giống như lâu giao lưu đi chơi, có gì đâu. Ủa mà nói nghe nè, nhậu về xong á, có nhậu luôn tôi không? Cái gì? Quan trọng là phải ngoan. Con muốn ngoan, tôi muốn hư hỏng đập phá đồ này nọ này kia. Con muốn hư. Thấy người ta chưa? Người ta bấu nhau kìa, còn không biết bấu tôi một cái nữa. Rồi bấu chưa? Thiệt, người đâu không có lãng mạn gì hết trơn à. Thôi ăn cơm đi nè. Đem cơm tới cho ăn đó. Cảm ơn chú. Chú? Nghe lời người ta kêu tụi mình chú. Thì đúng rồi chứ còn gì nữa. Còn thôi bây giờ chấm chế xíu kêu bằng gì cũng được. Không có kêu bằng em nghe chưa? Kêu bằng mình nghe không? Mình. Ăn đi. Nó điên rồi. Em, bộ chuyện đó xảy ra như vậy đó hai em. Sao tự nhiên mà mình mượn tiền người ta, rồi mình không trả tiền người ta, người ta đến người ta quậy phá vậy em? Trời đất ơi, bà Lan, bà nói chuyện gì như con thần kinh vậy bà Lan? Trời đất ơi, tôi đang bực bà mà tôi cũng xì cười với bà luôn vậy đó. Cái câu nói của bà mà gồm câu hỏi câu trả lời trong đó luôn rồi thì đương nhiên thiếu nợ không trả lời người ta đánh rồi chứ gì nữa. Trời đất ơi, mà bà biết á tại sao thiếu nợ bị đánh không? Biết liên quan tới ai không? Liên quan tới bà đó. Trời đất ơi, coi kìa, thật sự luôn. Bà không biết, bà nhìn tôi. Ô, ánh mắt quá ngây thơ. Bà thần tiên tỷ tỷ hả? Bà không biết hay bà cố tình bà không biết, bà nói tôi nghe coi. Bà nói thiệt đi. Bây giờ chỗ nè, bà coi như tôi là phụ nữ đi. Chỗ cho em phụ nữ, bà nói tôi nghe coi. Trời đất ơi, bà Lan, bà làm mặt vậy là bao nhiêu tội lỗi bà không có làm sao? Hả? Đi bao nhiêu năm nay rồi đi về chứ vậy? Trong khi đó tôi với bà ba với con My kìa, ở với nhau đùm bọc lẫn nhau, có trao ăn ra có cháo ăn cháo, đang ổn định quá mà bà xuất hiện chứ vậy? Tôi không hiểu, chắc bà là cái con gì xuống. Người ta bệnh một ngày hai ngày bệnh chơi cho vui thôi, không
bà bệnh 2-3 tháng trời. Bà bệnh gì dữ vậy? Mà cái tiền nằm viện của bà biết ở đâu ra không? Bà ba bà đi mượn cho bà đó. Chị ba chỉ mượn nợ hả em? Không, chỉ đi làm gái kiếm tiền cho bà được không? Trời đất ơi, bà ba con vậy chứ bà lớn tuổi dữ lắm rồi. Ngày nào bà cũng đau cái vai của bà hết á. Biết sao đau không? Bà nặng gánh bà đó. Bà nghĩ coi, bán bao nhà có 10 ngàn. Một lần đi vay 10 triệu. Mà vay mấy lần? Bán bao nhiêu bó nhang để trả lại cái số nợ đó? Mà nói tôi nghe coi. Khóc nữa, nước mắt cá sấu như vậy. Mà tôi ước gì cái giọt nước mắt của chị rớt xuống á, nó thành tiền để chị trả nợ giùm dì ba tôi cũng lại chị à. Trời đất ơi, nhắc tới là khóc, nhắc tới là khóc. Nếu không còn gì để nói, mời chị đi vô cho khuất mắt tôi. Chị xin lỗi em. Muộn rồi chị, hơi muộn rồi chị. Mời chị. Chị không cần phải giấu cảm xúc làm chi hết á. Em nói thiệt á, trong tình cảnh của chị á, không khóc mới là đáng lo á. Đời của chị sống tới bây giờ là của nhờ ơn của chị ba và các em. Mà bây giờ xảy ra chuyện như thế này, chị không còn mặt mũi nào để nhìn các em nữa. Chị, trời ơi chị ơi, chị em mình mà sống nay chết mai. Em nói gì vậy? Học ý em là chị em mình mà, có kiếp này không có kiếp sau. Chị không nghe người ta có câu hả? Câu gì em? Ngoài miệng á, độc địa vậy thôi, nhưng trong lòng á, thì không có nghĩ vậy đâu. Sao em nói gì ngang càng vậy? Đó, thì nói chung là em chọc cho chị vui á mà. Chị em thương yêu nhau lắm, sống chết vì nhau đó. Chị biết rồi, nên chị cảm thấy có lỗi lắm em à. Không có lỗi gì chứ á. Bây giờ chị phải cố gắng sống, cố gắng làm việc kiếm tiền để còn trả nợ, trả ơn cho chị ba nữa chứ. Làm gì mà kiếm tiền em? Ừ, cũng đúng á. Ví dụ như bây giờ mình bán nhang đi thì cũng có ngày được ngày không, rồi cứ đồng ra đồng vô cũng không có đủ nữa. Hay là bây giờ chị tìm công việc mới đi. Công việc gì em? Làm gái. Không có, ý em là làm gái phục vụ á, làm gái mấy cái quán ăn, quán bia, quán nhậu nè. Nhiều tiền lắm đó. Mà đưa bàn tay tôi coi coi. Trời ơi, cái bàn tay mà tiểu thơ quá vậy nè. Rồi rửa chén được không bà? Chị rửa chén được em. Chị chịu cực được hả? Chị chịu cực được, miễn sao làm ra tiền là được à. Vậy được rồi, để ngày mai em giới thiệu chị mấy mối. Chị có mối rồi. Có khách luôn rồi hả? Nhỏ này. Rồi giờ yên tâm nha, ngày mai đi tìm công việc mới. Em đã chắc chắn về quyết định của mình chưa? Em đã chắc chắn rồi. Em chỉ mong anh giúp đỡ em. Vậy à? Em hãy cho anh được. Không. Em chỉ muốn anh giúp đỡ em như vậy thôi. Ngoài việc ca hát, em biết bưng bê dọn dẹp. Em nghĩ em làm phục vụ là tốt nhất. Nếu như anh thương em, anh hãy cho em cơ hội được không? Anh hiểu. Nhưng có một điều kiện. Đó là em hãy để cho anh chăm sóc em, quan tâm em khi anh còn có thể. Em làm ơn đừng tránh mặt anh nữa. Anh Phúc, mày cũng vác mặt lại đây nữa hả?
tao đến để đưa vợ tao về. Ai là vợ của mày? Mày làm khổ cô ấy chưa đủ hả? Anh Quang! Dịch lại! Tôi đã nói dừng lại mà. Lan, anh về đi. Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi đã quyết định sống lại với anh Quang rồi. Tôi biết tôi làm như vậy là không đúng với anh. Anh hãy xem như tôi nợ anh lần này nhé. Tao mới lĩnh lương, tụi bay cứ ăn nhậu thoải mái đi. Dạ, em uống yếu lắm. Cứ uống đi, lâu lâu anh em mới ngồi nhậu với nhau mà. Có gì anh chở mày về, nha. Ở đây có anh Tiến đồ mạnh nhất mà, mày lo gì. Dạ. Thôi uống đi. Vô. Tôi chưa kịp ăn luôn á. Dạ, anh đi, anh đi, mà. Anh đi rồi. Mà tao nghe nói là mày đang sống với tụi... Ý nói bà ba Ngọc với My. Dạ. Trước đây em với mẹ làm trong đoàn lô tô của dì ba. Giờ đoàn rã rồi nên phụ bán nhang với dì ba luôn. Có việc làm tử tế là vui rồi nha. Dạ. Bữa nay anh hỏi nè, anh nghe nói là mấy cái đồ lô tô rã đấy là có được một chút tiền đúng không? Em không biết. Bạn này, anh em với nhau hết, làm với nhau bao nhiêu lâu rồi mày đặt dấu giếm cái gì? Cái này em không biết thiệt. Thôi vô đi, vô đi, vô đi. Dạ. Vô. Vũ Quang đâu? Vũ Quang đâu? Làm gì lâu quá vậy? Ông muốn chưa say mà nhìn láo láo à? Thằng Liên, quan tâm làm cái gì? Em chào hai anh. Ủa? Hai anh dùng gì? Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Em mới tới quán này làm hả? Sao thấy em lạ quá vậy? Dạ em mới tới. Em dễ thương quá à, cho nắm tay cho nha. Anh làm gì vậy? Để bắt tay làm quen thôi là gì ghê vậy? Dạ xin lỗi hai anh, có chuyện gì em? Anh này, anh tính... Thôi anh hiểu rồi, em vào trong đi để anh tiếp hai anh. Dạ xin lỗi hai anh dùng gì ạ? Thôi, mất hứng rồi. Cho cái lỗ đi. Làm gì em trước đi. Dạ. Hiểu. Đúng. Dạ. Sao mà ngơ ngơ vậy? Dạ không có gì. Em có việc bận, em về trước. Ê. Sao vậy? Hiểu. Hiểu. Thằng này. Ok mãi đi. Vô đi, vô đi. Thôi, vô vô vô. Vô. Ông làm gì vậy?
Em gái, lúc nãy á là anh lịch sự, còn bây giờ không có ai nhất quyết anh phải hôn được em. Đồ kinh thế, mua tôi ra. Con chó, mày làm cái trò gì hả? Ai cho mày xen vào chuyện của tao? Chuyện của mày á? Chuyện của mày hả? Chuyện của mày hả? Anh Phúc, sự thật là anh với Ly không phải là vợ chồng với nhau. Mẹ anh bắt anh cưới cô ta nên anh mới bỏ đi trong một đêm mưa. Cũng vì theo đuổi đam mê và sự nghiệp ca hát của mình. May mắn là ở nơi đó anh đã gặp được em. Vậy đứa con đó thì sao anh? Thật sự là anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Đêm đó dù có say, nhưng anh dám chắc là hoàn toàn chưa có chuyện gì xảy ra hết. Làm sao anh dám khẳng định như vậy? Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và giải quyết nó. Anh đừng để đứa bé sinh ra mà không có cha. Em cũng là một người mẹ, em hiểu được cảm giác đau khổ đó như thế nào. Nhưng anh chắc chắn với em là anh chưa từng làm sai bất cứ điều gì đối với em. Anh với cô ta chưa từng xảy ra chuyện gì hết, thì làm sao có con được? Lan à, em phải tin anh. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Gian trôi với những lúc xa chia trong đời, thời gian có bao người tìm được nhau là hạnh phúc giữa bao niềm đau. Vì quá thương người nên vẫn đi bên lề, sợ nếu yêu rồi ta sẽ mất nhau thôi. Nên cầm đôi tay kề đôi môi, đã có lúc không chiến vai người, vẫn không nói yêu người. Dù hôm nay một người phải xa rồi mù khơi, vì anh thương em, là anh thương em, bằng lòng anh đem đi xa cuối trời. Vì ba mơ ước còn nhiều, tháng năm còn dài,